là lấy những cặp loa BMB, loa full. Bác đang chắc chắn là sẽ lựa chọn những cặp loa hàng nguyên thùng xốp kìa. Đấy. Những cặp loa full bass 25 và 30. Ngày mai em chuyển đi Hải Phòng. Các bác rất thích những sản phẩm đẳng cấp, chất lượng, đó là BMB. Mà khách này đã từng mua rất là nhiều bên em, cả B3, BMB. Dẫn anh em bạn bè đến mua những sản phẩm chất là nó tuyệt vời các bác nhá, sáng trong vắt luôn. BMB tiếng nó trong vắt, tiếng sáng choang luôn. Liên tục quá nhá. Ngày hôm nay em bán những bộ sản phẩm đến giờ này sao nào? Và 16 giờ 3 phút. Lúc giờ này là 14 bộ sản phẩm rồi các bác nhá. 14 bộ, không biết là các bác lấy mấy đôi ạ? Đấy. Đây là hai đoàn khách, tức là các bác này từ Thái Nguyên. Có khả năng bác lấy hai đôi màu trắng, đôi 30 và 25. Còn các bác khác kia đang nghiên cứu lấy một bộ sản phẩm, không biết lấy loại gì đây. Bộ thứ 14 rồi các bác nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Ngày hôm nay phải nói là rực rỡ những bộ sản phẩm cao cấp.